Chào mừng các bạn quay trở lại với giải đấu ao làng diễn ra hàng tuần chúng ta. Và bây giờ là giải ao làng cuối tuần diễn ra vào tối thứ bảy với phần thưởng 10 đô như mọi khi. Một cái đường bay phải nói là rất tuyệt vời, rất công bằng cho tất cả mọi người. Từ 12 giờ trưa đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, bay qua khu vực Seveny, đồi Stable, Kameski, Yasana, Dô Hốc, Trường Học, Pochiki và cuối cùng kết thúc ở Mitari Bay. Hôm nay giải ao làng chúng ta có một số khách mời. Uầy, như vậy là một cái vòng bo ở khu bên dưới bản đồ và rất có thể chúng ta còn khoảng 30% bo sẽ nảy sang khu Mitari Bay. Tuy nhiên với cái vòng bo này, theo kinh nghiệm cắt giải của tôi trong chục năm nay thì rất có thể bo sẽ nảy lên khu bên trên. Và Pochiki sẽ là một trong những nơi chạm vào những vòng bo cuối cùng của trận đấu. Hôm nay chúng ta có sự xuất hiện của một số khách mời. Pino đến từ team Refund Gaming, Depsu đến từ Redmi 5 Star, Ripple 3 đến từ quá khứ của Noob Boy, Mèo U đến từ Viking Y, Bông Mai đến từ Viking Y, Quay Show Easy đến từ Mr. Gear, Thái Linh Hương đến từ Refund Gaming, Long Ca đến từ SGD, Dion đến từ FFQ, Slow đến từ Viking Y, và một thành viên nữa, đấy là thanh niên lòi le, đéo biết đến từ đâu. Ở trận đấu chúng ta đã bắt đầu rồi. Một cái đường bay phải nói là đẹp, tuy nhiên là một cái vòng bo lại không được thuận lợi cho lắm với các player chúng ta. Với khoảng 40% diện tích là biển và 60% diện tích còn lại là đất liền, rất khó để cho các player chúng ta có thể lựa chọn cho mình một phương án khởi động đầu trận đấu một cách thuận lợi nhất. Depsu vẫn nhảy ở khu vực trường học, một trong những khu vực phải nói là quá là quen thuộc với Depsu rồi. NTH là người đầu tiên có mạng trận đấu này và Zodiac Killer XXY là người đầu tiên nằm xuống. RL cùng với Skyline, một combo tuyệt vời để khởi động cho Depsu trong trận đấu ao làng cuối tuần này. Uầy, nhiều người nằm xuống ở đài. Pino có mình mạng của mém mém. Trong khi đó thì Peter K vừa nằm xuống bởi vị trí của ai đó. Tắc kè hoè có mình một pha bắn SKS lên trên trời. Và ba thanh niên đang di chuyển trên xe với tốc độ bàn thờ đến khu vực Lipoca, một trong những khu vực và nó là rất xa bản đồ. Chọn cho mình những phương án an toàn, lút đồ ở khoảng cách xa với đường bay là một trong những phương án mà nhiều player chúng ta đang lựa chọn. Tuy nhiên có một thực tế trong giải đấu Megalon đỏ, Eric vừa có mình mạng của mặt lồn rồi. Có một thực tế trong giải đấu ao làng của chúng ta, đấy là những cái nơi nguy hiểm nhất lại là những nơi an toàn và ít người nhảy nhất. Chúng ta có thể thấy ví dụ như khu vực Mitari Bay chỉ có 2 player nhảy mà thôi. Pochiki, một trong những khu vực phải nói là rất giàu có và rất rộng rãi với nhiều nhà và nhiều điểm spawn đồ, thì chỉ có sự xuất hiện của Bamboo với Mập. Killer đang xả những viên đạn vào vị trí của Vạn Phúc thì phải. Phúc khá đau sau những viên đạn M16 vừa rồi. Chỉ còn lại cho mình một máu mà thôi. Phúc vẫn chưa có một tất sắc trong tay. Bên cạnh là vị trí của Phúa. Cảnh kề vừa có mình mạng của Natsu rồi. Thôi nhờ hôm nay nhạc nó hơi bị to một tí đi phải. Hải Saki, một thành viên đến từ Game Home, cũng có mình vị trí và nói là khá ổn. Cao vừa có một pha đẩy vào vị trí của HSBU, lại là một máu. Còn bên ngoài này thì Khôi Ngáo Cần đang rình rập vị trí của Avin. Avin đã có mình một khẩu AK rồi, tuy nhiên lại đang nhìn hơi sai hướng một tí. Khôi thì chưa có mình một khẩu súng nào cả. Ripmo 3, một trong những thanh niên hiện tại không biết là còn nắm giữ kỷ lục thế giới 43 kill hay không. Cảm ơn God đẹp trai. À xin lỗi các bạn, God đẹp trai vừa có mình mạng của Captain HVH. Ngày xưa khi còn mới bắn PUBG, khi mà PUBG vẫn còn không quá phổ biến như bây giờ, Ripmo 3 là một trong những người gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các em nhỏ tuổi mới lớn. Từ 6 đến 15 tuổi khi lập cho mình kỷ lục 43 kill solo squad, một trong những thành tích mà đến bây giờ vẫn chưa có một player nào có thể phá được, ít nhất là trong khuôn khổ lãnh thổ Việt Nam. Rip đã từng tâm sự với chúng tôi trong một buổi phỏng vấn nhanh
Là may lắm anh ạ, là ngày xưa chúng có đéo biết chơi em mới làm được quả kỷ lục như thế thôi. B có cho em thêm tiền em đéo làm được. B chúng có biết bắn hết rồi. Tuy nhiên kỹ năng của Rip cũng phải nói là tuyệt vời. Tên rất là ngầu và Wazu. Slow vừa có mình mạng của Zaxama rồi. Việt Sẹo thì có mình mạng của Iris thuộc team Megalon đỏ. Cùng thời điểm đó thì Dark Red có mình mạng của Bim Hiếu Thảo. Tên rất là ngầu vẫn đang rất mải mê lút đồ. Ở cách đó không xa là vị trí của Vương Nguyễn. Và gần đó là vị trí của Việt Sẹo, cách nhau một bức tường mà thôi. Việt Sẹo đang ở ngoài khu ban công nếu như tôi nhìn không nhầm. Và có một điều đáng tiếc là Việt Sẹo chỉ còn lại cho mình 19 máu mà thôi. Cầm cho mình khẩu S12K và đã có mình một kill rồi. Như vậy là tên rất là ngầu ở khu vực quay xăng đã nằm xuống với vị trí của Wazu. Vương Nguyễn đẩy vào với khẩu AK của mình, check rất cẩn thận từng phòng một. Việt Sẹo không có máu để hồi không, chính xác là Việt Sẹo có mình 4 cái phát rách nhưng mà Việt Sẹo chấp. Bố mày cầm S12K và bố mày không thèm hồi máu luôn. Và bây giờ cái giá của Việt Sẹo không phải là như vậy, đó là một pha highlight các bạn ạ. Chỉ với 19 máu thôi và không cần bơm máu luôn, Việt Sẹo đã có mình mạng của Vương Nguyễn, nâng số kill của mình lên 2. Quá tuyệt vời. À đây rồi, slow của chúng ta ở khu vực nhà kho. Một cái iRope rơi ở khu vực bờ biển, nghiêng về góc bên phải của bản đồ. Pino chọn cho mình một phương án nhảy sang khu vực Mitari Bay. Và có lẽ sẽ lên xe để di chuyển khi mà cầu đang có sự xuất hiện của Wazu rồi. Thái thú công sư gái vừa có cho mình mạng của Bebe Đại Đế với khẩu DP28 của mình. Còn đây là Zeus, một trong những thanh niên thuộc tập God. Tộc này có khả năng giảm thời gian hồi chiêu rất lợi hại. Cách đó không xa là vị trí của God đẹp trai. Brave là người đã đớp được cái thính đầu tiên trong trận đấu của chúng ta. Ta cũng đá loanh quanh ra một số vị trí khác của các thanh niên trong danh sách khách mời. Đây là Bông Mai, một trong những thanh niên đã gắn bó với tuổi đời rất lâu cùng với cái tên Pochikihao và bây giờ đang là Viking White. Bốt Khánh vừa nằm xuống với vị trí của Phoenix. Chúng ta đang nói về sự bảo thủ của Bông Mai ở trong Viking White. Bông Mai thường có cho mình phong cách bắn phải nói là rất cẩn thận. Khi mà loot xong đồ là sẽ kiếm cho mình một ngôi nhà ở giữa gục bò và nằm đấy đến chết thì thôi. Mặc cho cư dân mạng nói là cách bắn của anh rất hèn. Tuy nhiên Bông Mai vẫn đang thể hiện tốt cái cách phong cách bắn của mình khi mà chưa lần nào được top 1 giải áo làng cả. Đang có những tiếng súng bắn ra từ vị trí của Black Ship. Và gần đó là vị trí của Masa Gaming. Nếu như tôi nhìn không nhầm thì lại là một máu. Đúng là như vậy rồi, Masa Gaming chỉ còn là cho mình một máu mà thôi. Với khẩu M16 cũng về ống ngắm 3x của mình. Tuy nhiên Masa Gaming đang là người bất lợi rất nhiều. Khi về bên này Black Ship, à Black Ship cũng mất đi cho mình nửa máu rồi. Xếp dồn thì ở giữa chứng kiến tất cả. Cũng không có viên đạn nào bắn với sang. Thái Dúi cũng đang rất gần vị trí của Wheeler. Wheeler có lẽ là viết tắt của Wheelon. Dion có cho mình mạng của Sung rồi. Có lẽ là mạng đầu tiên của Dion khi mà lần đầu tiên tôi thấy Dion lên được cái bảng điểm số. Thái Linh Hương và Depsu đang ở khá gần nhau. Depsu đang có một vấn đề rất lớn là không có phương tiện để di chuyển. Thái Linh Hương chưa có mình một kill nào cả. Cũng là combo SRL cùng với một khẩu AK đằng sau. Còn Depsu có mình một khẩu Skyline cùng với khẩu SRL cùng với ông 8x. Không phải Skyline mà đó là khẩu M416 rồi. Có lẽ là Depsu cũng đã có mình một lượng thông tin cần thiết khi mà trước mặt đang là vị trí của Thái Linh Hương. Và tránh giao tranh ở thời điểm trận đấu mới bắt đầu ở phút thứ 8 mà thôi. Có lẽ là một phương án xử lý an toàn của Depsu. Một thành viên đến từ Redmi 5-star. Brave người vừa có mình một cái iRope. Đã có mình mạng của MDQ2302 rồi. Trên này đang có một pha đâm xe bị lật xe đến từ vị trí của ai đó. Và nằm xuống ngay đến từ vị trí của Escanotu. Người vừa có mạng đó là Baby Boo. Với khẩu Skyline của mình. Một pha đâm xe có chủ đích. Và một pha bắn vào đầu hơi rùa một tí. Đến từ vị trí của Baby Boo. Quay sâu gì đang có mình một cái quãng đường di chuyển ở ngoài khu bò.
Núp Alpha thì đang bị xả đạn bởi vị trí của Pháp 18. M24 cùng với ông ngắm 6X. Nếu như các bạn không biết thì nếu như mà gỡ một cái scope ra khỏi khẩu M24 thì cái đầu ruồi của M24 coi như là không thể sử dụng được. Ngày xưa khi mà M24 vẫn còn đang trong iRope thì tôi là một người có thể tự tin nói với các bạn về khả năng bắn M24 và không cần scope của mình. Vừa rồi là một pha bắn tốt của Quý vào vị trí của Dark Red. Một cái bo lệch sang khu bên trái của bản đồ, như vậy là sẽ không có trường hợp bo nảy sang khu của Military Bay nữa rồi. Khẳng định với các bạn luôn. Một cái bo lợi thế rất nhiều ở vị trí của Slow. Vẫn đang có những thanh niên tranh chấp ở khu vực nhà QTV và chưa ai nằm xuống cả. Massa Gaming đang là người gặp nguy hiểm khi mà Black Ship đang có những dấu hiệu đẩy lên trên. Check rất kỹ khu vực bên dưới nhà, Massa Gaming nhảy xuống dưới rồi. Di chuyển thông minh đến từ vị trí của Massa Gaming và bây giờ bị lộ vị trí. Ngó vào trong, tap tốt đến từ vị trí Massa Gaming, tuy nhiên Black Ship chỉ mất đi cho mình 32 máu mà thôi. Bây giờ thì Massa có mình mạng của Black Ship rồi. Rất gọn gàng và sạch sẽ. Bên kia xếp dồn cũng không có dấu hiệu đẩy sang. Rất đáng để đề phòng. Và bây giờ xếp dồn có lẽ là sẽ chọn mình một phương án an toàn, đó là đi kiếm xe. Có một thanh niên vừa ngã xe, đó là vị trí của Sâu Thanh thì phải. Đẩy ra ngoài và phát hiện ra vị trí của Massa rồi. Sấy rất bình tĩnh đến từ vị trí của xếp dồn. Một pha sấy AK phải nó tuyệt vời khi mà ôi thôi, ôi rồi ôi, di chuyển cũng tuyệt vời không kém. Và bây giờ xếp zone nằm xuống vị trí của Massa Gaming. Double kill ở khu vực nhà QTV, ở bên Massa Gaming đã có mình 2 kill rồi, 2 kill đầu tiên ở trận đấu và cũng có thể nói là khá là quan trọng. Long Ca đang di chuyển ở ngoài khu vực đồng, quyết định là bỏ xe và di chuyển vào trong khu vực nhà vệ sinh. Rất khó để có thể nói được là Long Ca có thể di chuyển được ra ngoài hay không. Khu bên ngoài thì quá trống rồi, tuy nhiên đây là một trong những khu vực ở giữa bò. Long Ca có lẽ là sẽ chôn thân chết ở đây luôn. Chết ở top mấy mới là vấn đề. Rất lâu rồi thì tôi mới nhìn thấy cái tên của Long Ca thi đấu trong các giải đấu chuyên nghiệp cũng như là ao làng của chúng ta. Thái Lê Hương cũng đang có những bước di chuyển vào sâu hơn trong khu bò. Su Am Chơi vừa có mình mạng của Snowbin rồi. Ai bắn đây? Đó là vị trí của Rio thì phải. Đúng rồi. Lương Mỹ Quỳnh My vừa nằm xuống. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi pha công nhà của Massa Gaming vào vị trí của Z. Rất từ từ, rất cẩn thận. Ui rồi ôi, pha double kill của Massa Gaming trong tình huống vừa rồi tôi đánh giá rất cao. Tuy nhiên pha leo cửa sổ vừa rồi thì thực sự là một thảm họa. Đúng ra tôi không nên chiếu cam để các bạn có thể xem tình huống vừa rồi, để Massa Gaming chết đi, đọc lại ở các bạn những hình ảnh đẹp nhất. Nhưng không, pha trèo cửa sổ vừa rồi đã phá vỡ đi tất cả. Lucy cùng với Thái Dúi đang có những pha giao tranh với nhau ở khu vực ngoài bò. Kion vừa có mình mạng của ai đó. Và có lẽ là Kion nên lên xe để bỏ chạy thì hợp lý hơn là giao tranh cùng với Lucy ở ngoài bò như thế này. Mập đang xả những viên đạn vào vị trí của Thái Linh Hương. Rất cẩn thận, bắn rất đắn nót luôn. Hích thì đang xả đạn vào vị trí của Mèo Ú. Mèo Ú thì đang tìm cho mình một cái bến đỗ nào đó an toàn ở trong khu bò. Vẫn còn khá nhiều khách mời của chúng ta. Lion vẫn còn sống. Phát hiện ra vị trí của Long Ca. Bằng một cách thần kỳ nào đấy thì Long Ca kiếm cho mình được một chiếc xe Dacia màu rượu nếp đục. Lên xe rồi. À xin lỗi các bạn, chui nhà vệ sinh rồi. Slow cùng với Bông Mai cũng không xa nhau là mấy. Why So Easy thì không hiểu sao có mình một cái quãng đường di chuyển khá là khó hiểu. Đi sang khu Military Bay, còn bây giờ thì kẹt ở khu vực gần cầu rồi. Một cái bo lệch sang bên phải bản đồ và như vậy là các player ở khu vực bên trái của chúng ta sẽ phải di chuyển sớm để vào trong khu bo. Một cái bo phải nói là khá hãm lìn. Vẫn rất từ từ, Lucy có mạng của Pham 18 rồi.
Guaja thì có mình mạng của Leo này. Còn Depsu thì rời bỏ khu vực trường học và đang đi qua vị trí của Quý. Sẽ có một pha sấy xe nhẹ ở đây không? Đéo. Quý chưa kịp chùi đít và không hề rời ra khỏi nhà vệ sinh. Không có viên đạn nào được bắn ra cả. Lòi lè cũng dừng lại ở khu vực đồng rồi. Dion thì có mình khu vực nhà mà Giang Hồ gọi là Psycho K. Và một cái Aerob rơi ở gần vị trí của Aladdin. Có vẻ như sẽ không có sự tranh chấp với cái Aerob này. Long Ca rất khôn khéo khi rời bỏ sớm khu vực đồng của mình. Và bây giờ đã có mặt ở gần khu vực của Dion rồi. Chọn cho mình một phương án ở trên bờ đồi cao. Có mình tầm nhìn và nó là khá ổn. Và cũng đang ở giữa khu bò. Đó là Long Ca. Đằng sau này thì mèo úi đang có mình và ôi. Một pha di chuyển và chuyển sang ghế thứ ba. Ngó ra ngoài cửa sổ sấy quá tốt đến từ vị trí của mèo úi. Bây giờ thì đâm đầu vào gốc cây rồi. Baby Bú cũng di chuyển trong khu bò. Trong khi đó là Hải Saki có mình mạng của Phứa đẹp trai. Thái Lưu Hương ở cách đó không xa. Không có dấu hiệu đẩy sụp dưới. Bây giờ thì lại sấy xe vào vị trí của Kimochi. Kimochi mất đi cho mình nửa máu rồi. Những viên đạn đầu tiên của mèo ú trong trận đấu này. Và đã có mình được một kill với pha. Và đó là highlight tuyệt vời. Sấy nổ xe rồi. Rất cẩn thận. Xung quanh mèo ú không có sự xuất hiện của ai nữa cả. Và đây có thể coi là một pha solo 1v1 công bằng. Quả smoke được ném ra. Chưa rõ để làm gì. Ở bên trên này thì Slow cùng với vị trí của Bông Mai đang ở hai nhà cạnh nhau. Và cách đó không xa là vị trí của Thrill. Táp khá tốt và Nam mất đi cho mình nửa máu rồi. Nam chủ động thay đổi vị trí. Mèo ú thì lên xe bỏ chạy. Có lẽ là việc mất thời gian giao tranh với Nam là không cần thiết. Khi mà tiếng súng sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Babu nằm xuống bởi vị trí của Tom Su. Quý thì đang bị bắn bởi ai đó. Hải Saki đang đẩy lên theo vị trí của tiếng súng và phát hiện ra vị trí của Quý rồi. Tuy nhiên Hải Saki lại đang bị sấy bởi vị trí bên cạnh, đó là vị trí của Ryu. Rất khó chịu khi các player trên đồi chúng ta liên tục có những sự giao tranh. Thái Lý Hương có minh mạng Victory rồi. Những viên đạn nổ ra có lẽ là không cần thiết khi mà để lộ vị trí của mình. Bây giờ thì Hải Saki hồi cho mình được lượng máu cần thiết. Có quay lại vị trí của Ryu không? Killer thì đang đẩy lên. Phát hiện ra vị trí của Killer đó là Ryu. Tuy nhiên những viên đạn Ryu chưa đủ để cốt Killer nằm xuống. Ô lại chạy tiếp. Ô không bắn à? Hải Saki nằm xuống ở vị trí của NTH rồi. Tuy nhiên câu hỏi của tôi là Ryu có nhìn thấy vị trí của Killer đang ở ngay trước mặt hay không? Bây giờ thì thấy rồi. Sấy tốt và gọn gàng. Ryu có mình được mạng thứ tư trong trận đấu này. Thái Lưu Hương lên xe bỏ chạy khỏi vực bờ đồi. Có lẽ là một sự di chuyển hợp lý. Tuy nhiên lại dừng lại ở một vị trí không được đẹp cho lắm. Quý ngó ra và có lẽ là định bắn nổ lốp xe của Hải Saki. À xin lỗi các bạn, Thái Lưu Hương thì phải. Coi rơi vào tầm ngắm của lòi lè. Slow có mình nạng của Mam Kimochi. Người mà vừa rồi mèo ú chưa để kết thúc được. Quay sâu với gì? Lên đồi và dừng lại rất gần vị trí của mèo ú. Có nghe tiếng xe rồi và mèo ú chủ động đẩy lên trên ngay trong tình huống này. Quay sâu với gì? Chỉ có mình nửa máu mà thôi. Quả gì đó được ném ra từ vị trí quay sâu với gì? Nhảy lên trách rất khéo và bây giờ quay sâu với gì rời tầm ngắm của mèo ú rồi. Tôi nghĩ trong tình huống này mèo sẽ nâng tử kêu mình lên 2 một cách gọn gàng và sạch sẽ thôi. Rất cẩn thận. Hồi được cho mình 75 máu rồi. Vẫn chưa phát hiện được Why So Easy ở đâu cả. Cỏ cây ở đây nó hơi rậm một tí. Phát hiện ra vị trí Why So Easy rồi. Mạng thứ hai dành cho mèo ú. Trong thời điểm đó thì Lucy cũng đã nằm xuống bởi vị trí của lòi lè. Tiếp theo lòi lè lại giao tranh cái vị trí của mập. Một pha công nhà vệ sinh của mập thì phải. Bây giờ mập chủ động đẩy vào trong. Lòi lè đã thay đạn xong rồi. Đẩy ra ngoài đi một vòng quanh nhà vệ sinh. Rất căng nào. Hai bên đang vờn nhau như mèo vờn chuột Tom và Jerry vậy. Và bây giờ thì lòi lè có mình mạng thứ ba trong trận đấu này. À xin lỗi các bạn, mạng thứ hai trong trận đấu này.
Một double kill của Lòi Le trong khoảng 1 phút. Rất tuyệt vời. Mèo Ú lại tiếp tục giao tranh vị trí của Smoke Tom. Sau khi có mạng của White Soul Easy và liên tục cố gắng bảo vệ cho mình được cái đỉnh đồi này, một trong vị trí về nó là rất đắc địa, có cho mình được rất nhiều tầm nhìn và có rất nhiều vật để backup. K98 cùng với ông ngắm 8x. NTH là người đầu tiên có mình 5 kill trận đấu này khi mà có mình mạng Thái Linh Hương, người mà vừa giành cho mình được cái top 1 trong giải ao làng đầu tuần. Thái Linh Vương dừng lại ở vị trí số 29 và không thể bảo toàn được cho mình cái top 1 trong giải đấu ao làng của chúng ta. Rất đáng tiếc. Vừa rồi là pha sấy Berry tốt từ vị trí của Dê Ất Đạt. Còn bây giờ thì Wazu đang xả đạn vào vị trí của Hen Z. Cách đó không xa là vị trí của Dion. Có lẽ là cũng không phải di chuyển trong tình huống này. Thrill đang rơi vào tầm ngắm của Bông Mai và cách đó không xa là vị trí của Slow. Hai thanh niên, hai cặp bài trùng đến từ Viking Wild. Mỗi người có mình một khu nhà, một ngôi nhà rất gần vị trí của nhau. Hiện tại thì tôi đánh giá rất cao vị trí của Long Ca cùng với vị trí của Mèo Ú. Long Ca hôm nay thi đấu rất hiền và rất an toàn. Không có những pha chạy ra check vị trí cũng như chủ động pick vị trí của đối phương. Mèo Ú thì vẫn như vậy, thi đấu rất hồ báo và rất tự tin với kỹ năng cá nhân của mình. Pino sau khi loot ở khu bên Mitare Bay cũng đang có mặt ở trong khu bo rồi. Có lẽ sẽ không còn có ai nằm xuống ở cái vòng bo này nữa. Một cái vòng bo thứ tư. Và chúng ta cùng chờ đợi xem vòng bo thứ năm sẽ như nào để biết được các player của chúng ta. Ai sẽ phải di chuyển, ai sẽ phải thủ nhà, ai sẽ phải team up để có thể sống sót đến những vòng bo tiếp theo đây. Khi mà phút thứ 22 và còn 25 player của chúng ta nữa. Một cái vòng bo không quá lệch sang bên nào. Một cái vòng bo có lẽ là cũng khá công bằng cho mọi người. Có những viên đạn của Pino được bắn vào vị trí của Aladdin rồi. Hiện tại thì vẫn còn có người hỏi Rip ở đâu. Rip hiện tại thì đã là quá khứ rồi các bạn. Các bạn có thể gặp lại Rip mùa 3 ở giải ao làng thứ 3 tuần sau các bạn nhá. Pino gặp vị trí của Aladdin. Aladdin là người đang sở hữu cho mình được phút đầu 3. Rất tự tin và kiểu nhá của Aladdin có vẻ như khá chuyên nghiệp. Một thành viên với cái nêm tắc VGS Bright. Slow phát hiện ra vị trí của Lòi Le. Trong khi đó thì Mã Trần đã tiếp cận được vào trong khu vực bo rồi. Pino quyết định là đánh sang khu vực cánh phải. Trong khi đó thì Slow phát hiện ra vị trí Lòi Le ở đằng sau gốc cây. Bằng một cách thần kỳ nào đấy thì Bông Mai di chuyển rất nhanh lên gần vị trí của Smoke Tron. Đặt AK game có cho mình mạng của Nguyễn Văn Phúc rồi. 23 player nữa mà thôi. Vị trí của Dion có lẽ là đẹp. Tuy nhiên chỉ còn một cái vòng bo này nữa thôi, Dion sẽ phải di chuyển. Bắn chưa tốt từ vị trí của Long Ca. Trước mặt đang là vị trí của Tom Su 2003. Smoke được ném ra rất nhiều. Pino nằm xuống bởi vị trí của Johnny VN rồi. Alanin có luôn mạng của Johnny VN. Như vậy là chỉ còn là 21 player mà thôi. Xây suýt chút nữa thôi thì có mạng đến từ vị trí của Long Ca. Wazu đẩy vào. Trong khi đó thì Depsu lại đang rơi vào tầm ngắm của Dion. Phát hiện ra vị trí của Wazu rồi. Xoay sở quá tốt đến từ vị trí của Dion. Mạng thứ hai dành cho MQ Dion trong trận đấu này. Depsu đang rất gần vị trí của Tom Su. Xây chưa tốt cho lắm. Tom Su lần mình vào trong sợi mốc nhưng vẫn không thoát khỏi được loạt đạn M416 của Depsu trong tình huống vừa rồi. Mới là mạng đầu tiên của Depsu trong trận đấu này mà thôi. Baby U có mình mạng của NTH, thanh niên đang có nhiều kill nhất trong trận đấu chúng ta. Và Lòi Le có mình mạng của đạn AKM, hiện tại chỉ còn lại 17 player, phút thứ 23 trận đấu mà thôi. Dion vẫn chưa biết phải đi đâu trong tình huống này cả. Bo của chúng ta thì sắp chạm rồi, 40 giây nữa thôi. Đằng sau đang là vị trí của Baby U đẩy lên trên, gần với vị trí của Depsu. Chắc chắn là những cái làn khói sơ mốc này sẽ thu hút sự chú ý của Baby U trong tình huống này. Vẫn đang mải mê loot đồ. Việt Sẹo cũng rời vào khu nhà rồi và chỉ có cho mình 25 máu mà thôi. Rơi vào tầm ngắm của Baby Boo và nằm xuống ngay. Baby Boo có mình mạng thứ 3 ở trận đấu này. Tuy nhiên tiếng súng chắc chắn là thu hút sự chú ý của Depsu rồi. Ngồi check và chưa biết được Baby Boo đang ở đâu cả. Depsu đang thi đấu và nó vô cùng cẩn thận. Một cái drop rơi rất gần vị trí của Depsu cùng với Long Ca và cách đó không xa vị trí Baby Boo cùng với Z. Ai sẽ là người ăn được cái drop này đây?
Tuy nhiên trước mắt Depsu sẽ phải giải quyết cho mình bài toán của Baby Boo trước đã. Bo chạy rồi. Một cái bo vẫn cơ bằng cho mọi người. Mèo ú slow cùng với vị trí của Bông Mai đang ở bên trái. Long Ca Depsu cùng với Baby Boo ở bên phải có ra chạy rồi. Depsu có mình mạng tiếp theo trận đấu này. Lại hồi máu đến từ vị trí của Depsu, chỉ mất đi cho mình 60 máu mà thôi. Long Ca có lẽ là biết đoán được vị trí của Depsu rồi, một trong hai làn smoke mà thôi. Bây giờ nhìn thấy cái hòm bên trái và chắc chắn là Depsu chỉ ở làn smoke bên phải mà thôi. Sấy rất tốt đến từ vị trí của Long Ca, Depsu mất đi cho mình nửa máu và một pha sấy tốt nữa đến từ vị trí của Long Ca đang tổ kêu mình lên 2. Kiểm soát quá tốt khẩu M416 của việc ngắm 3x của mình. Và bây giờ chắc chắn là Long Ca sẽ đẩy lên để ăn cái Aerob này rồi. Lợi thế không nhỏ dành cho Long Ca khi mà có thêm cho mình được bộ đồ 3 nữa. Trong khi ở bên này Dion với khẩu ốp và chỉ còn lại cho mình 15 viên đạn mà thôi. Trên đồi đang là vị trí của Long Ca. Smoke được ném ra để di chuyển được vào trong vùng bo và Long Ca tiếp tục có mình thêm mạng của Z rồi. Dion đang muốn đẩy lên để chiếm cái nhà vệ sinh của Bảo Tuấn đi phải. Đúng là như vậy rồi. Ném lửa vào rất nhanh và Bảo Tuấn phơi đầy ra ngoài. Qua kinh nghiệm đến từ vị trí của Dion. Dion đã có mình mạng thứ 3 trong trận đấu này. Tuy nhiên trên đầu đang là vị trí của Long Ca. Long Ca có quyết định đẩy lên được không? Tôi nghĩ là có trong tình huống uống nước như thế này. Bồng Mai vừa có mình mạng của ai đó và Slao có cho mình mạng của Lòi Le. Kiếm Thanh Chủ nằm xuống outside. Play zone bên chỉ còn lại 8 player mà thôi. Slow mèo ú cùng với Bông Mai. Mạnh đẹp trai nằm xuống bởi vị trí của Swarm chơi. Lại một khẩu ốp nữa trong trận đấu của chúng ta. Hai khẩu ốp của hai player đang sở hữu đó là Swarm chơi cùng với FQ Dion. Aladdin người có mình mạng của Rifampino trước đó cũng đang cho có mình một vị trí phải nói là khá tuyệt vời. Cỏ cây hoa lá đang làm quá tốt nhiệm vụ của nó khi mà che chắn cho Aladdin. Dion có mình mạng của Aladdin rồi. Long Ca thì vẫn đang check khu vực bên trên bờ đồi. Còn Slow thì vẫn đang nằm ở ngay gần đó. Sẽ là đáng tiếc của Long Ca trong tình huống này nếu như mà nằm xuống. Swarm chơi vừa bị Bông Mai sấy yếu đi phải. Bây giờ Bông Mai ngó ra ngoài. Một quả flash tốt đến từ vị trí của Bông Mai. Và bây giờ thì Swarm chơi đang phải che mắt rồi. Vẫn chưa nằm xuống. Rất may Swarm chơi trong tình huống vừa rồi là có mình một bộ giáp 3. Bông Mai quyết định đẩy lên trên với cậu SK cùng với ông ngắm 4x của mình. Rất bất lợi cho Bông Mai trong tình huống này. Đổi M16 cùng với ông ngắm 3x rất căng thẳng. Tuy nhiên Dion lại là người có cho mình mạng của Bông Mai. Một pha cứu thua cho vị trí của Suam chơi. Một viên ốp chính xác và Besu lại phải dừng lại để hồi máu rồi. Trong khi đó thì bên trên Long Ca đã giải quyết cho mình được 78 nước slow. Đẩy sang khu bên trái và Dion có mình mạng thứ 6 trận đấu này. Bên trên là vị trí của Long Ca, mèo ú cùng với FQ Dion. Smoke ném ra từ rất nhiều hướng rồi. Dion đang là người duy nhất ở ngoài khu vực bo. Có lẽ là di chuyển sang khu vực bên phải sẽ là một phương án tốt cho Dion trong tình huống này. Cả 3 player chúng ta đều là 3 player đã thi đấu qua quá nhiều giải đấu PUBG chuyên nghiệp rồi. Đều là những người có mình kỹ năng quá tốt. Và vị trí hiện tại thì có lẽ là cũng công bằng cho tất cả mọi người. Quan trọng là di chuyển như thế nào và phán đoán vị trí của kẻ địch ra sao thôi. Mèo ú có mình pha quét bên phải. Có lẽ là muốn bắt vị trí của Dion trước. Dion di chuyển rất xa. Một quả smoke được ném ra khá hợp lý và MK98 bắn chưa được chính xác đến từ vị trí của mèo ú. Bò di chuyển rồi. Dion không thể ở mãi đây được. Mèo ú thì phát hiện ra vị trí của Long Ca. Long Ca hơn mèo ú ở một khẩu ốp. Khi từ khi mà sniper chúng ta được tam đam lên thì thực sự khẩu ốp là nỗi kinh hoàng cho các player sở hữu tốt kỹ năng bắn sniper mình giống như tôi.
di chuyển khôn khéo và bây giờ Dion đã có mắt ở trong vùng bo rồi. Long Ca vẫn đang là người ở giữa bo và có lẽ là vị trí đẹp nhất, bao quát được nhiều hướng nhất, nhưng lại ở giữa hai player chúng ta để quyết định quét sang cục bên trái. Rất căng thẳng, rất cân não, rất khó để có thể biết player nào sẽ nằm xuống trước. Và bây giờ cái vòng bo tiếp theo, một cái bóng rổ lệch xuống khu bên dưới của Ando và Mèo Ú cùng với Dion đang là hai người lợi thế rất nhiều. Long Ca sẽ phải di chuyển vào trong bo, hai lon nước được uống liên tiếp và Long Ca quyết định là đánh sang khu bên trái. Phát hiện ra vị trí của Dion rồi, viên đạn ốp chưa chính xác đến từ vị trí của Long Ca. Lại một viên đạn nữa và Dion vẫn còn đó 100 máu. Có tiếng súng và Mèo Ú có lẽ là vẫn chưa muốn đẩy lên để hai player bắn nhau trước. Một pha xử lý thông minh. Mèo Ú cũng đang bị lộ vị trí rồi. Cái đầu của Mèo Ú hơi to một tí. Lại smoke ném ra đến từ vị trí của Long Ca. Vẫn còn cho mình những 12 quả smoke nữa cơ. Long Ca nếu như thích thì có thể làm cho cả cái map Erangel này thành khói luôn. Rất hợp lý khi mà cầm cho mình những quả smoke như thế này. Bây giờ thì có vẻ như Mèo Ú bị lộ vị trí rồi. Một viên đạn ốp có thể là kết thúc ngay mạng của Mèo Ú. Một viên K98 tốt, tuy nhiên là chỉ trúng người của Long Ca mà thôi. Dion có cho mình một pha quét trái và có vẻ như là muốn lấy mạng của Mèo Ú trước khi giải quyết vấn đề của Long Ca. Long Ca vẫn đang ở ngoài bo. Một khẩu K98 thì không thể làm được gì với một viên đạn bắn vào đầu cả. Tôi nghĩ là Mèo Ú cũng biết điều này. Sấy rất nhiều và bây giờ Long Ca đây lên trên. Mèo Ú là người nằm xuống bởi vị trí của Long Ca, có mình 7 kill rồi. Bây giờ là solo 1v1 giữa Long Ca cùng với vị trí của Dion. Một viên đạn ốp chính xác vào người của Dion rồi. Long Ca chủ động đẩy lên trên ngay lập tức. Một quả flash được búp lên. Dion bị mù rồi. Bây giờ thì ngó ra viên ốp chưa được chính xác cho lắm. Hai player đều có cho mình hai khẩu ốp. Tuy nhiên ai là người bắn tốt hơn trong tình huống cuối cùng này thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Dion đang thiệt máu hơn rất nhiều. Một viên đạn ốp chính xác vào vị trí của Long Ca. Long Ca chưa vội hồi máu, snap chưa được chính xác cho lắm, rất căng não. Tốt đến từ vị trí của Long Ca, tuy nhiên chưa được. Dion lại có cho mình thời gian để hồi máu rồi, chủ động pick người sang bên phải. Không được rồi. Di chuyển thông minh và bắt vị trí rất nhanh đến từ Long Ca. Một pha bắn rất chủ động và một viên đạn ốp chính xác khiến cho Long Ca có mình được cái top 1 trong giải áo làng cuối tuần của chúng ta. Quá tuyệt vời, quá căng thẳng và quá nhiều cảm xúc. Xin cảm ơn Long Ca và xin cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng giải đấu áo làng cuối tuần của chúng ta. Các bạn có thể để lại cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn rất nhiều.